Rồi bây giờ hai cha con lên phà nhé. Tony và mình đi qua Cần Giờ mọi người. Đang ở trên phà Bình Khánh nha. Phà Bình Khánh, qua cái phà Bình Khánh này là thuộc địa phận của Cần Giờ. Thì mình qua đó thì mình với Tony sẽ ăn uống, hồi nãy mua hộp cơm rồi. Nhưng mà đang đậu ở ngoài lề á, sợ công an bắt cho nên tranh thủ chạy cho không dám quay nha. Thì bây giờ ngày đầu tiên của Tony nè, Tony sẽ đi làm cùng cha nha. Kiếm tiền nha, không có tiền thì lấy gì ăn đúng không? Và bây giờ mình đang ở trên phà, mình sẽ quay chút ở trên phà chạy. Rồi qua bên kia thì cha con ăn cơm nha. Đây mọi người thấy bữa nay Tony mập lắm luôn. Đây, mập cui luôn. Đấy, quá mập. Rồi bây giờ chuẩn bị xuất phát, qua tàu chuẩn bị chạy rồi. Phà nhé, phà không phải tàu. Phà chuẩn bị chạy nha. Cơm cũng đã mua rồi nè, nhưng mà chờ qua bên đó mới ăn được. Giờ này đang chạy phà, nó chạy có chút à, có chút mà ăn không hết được. Qua đó hai cha con ăn nha. Rồi do cái đồ quay của mình để mình đặt sao quay hết độ cao, cho nên nó quay được có chút à. Là bây giờ mình sẽ chờ tàu nó chạy, phà nó chạy nha. Rồi đi nào. Ở đây có nhiều phà lắm luôn. Qua cái phà này là mình sẽ chạm mốc với Cần Giờ nha. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Tốc độ giới hạn 10 km/h. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Rồi, tốc độ hả? Tối nay phải làm nó dễ tao đấy. Bạn ăn cơm. Đang mở máy lạnh, cái này là máy lạnh đấy. Tony được đi chơi ra những cái gọi là không gian rộng hơn. Ở thành phố thì không gian nó nhỏ quá, cho nên đi qua Cần Giờ phải cho nó đi chơi. Đi chơi xong, đi vệ sinh xong rồi mình sẽ cho nó ăn nha mọi người. Ở Cần Giờ này toàn là những cái cây dừa, dừa nước mọi người. Dừa nước cái mùa này nó đang bị khô cằn quá. Mùa này nó rất là bị khô cằn đấy. Nó thấy nước là nó bay tới nha. Nước ăn nước mặn đó nha con. Nước mặn hay nước lợ gì đó mình cũng không chưa dám nếm. Đây, ở đây rất là nhiều cá luôn. Rất tiếc là mình không có đem lưỡi câu theo. Nếu đem lưỡi câu theo thì mình sẽ câu cá nè, giải trí này kia, quay lên nó sẽ hay hơn nha. Ồ, nó thấy nước nó rất là khoái rồi. Đừng có giọt xuống đó biết bơi không đó. biết bơi không mà giọt xuống. Ở đây mình thấy cá rất là nhiều mọi người, không biết cá gì thôi. Để hôm nào đem lưỡi câu thử mới biết được. Rồi, cứ đi vệ sinh cứ ấy rồi xong đây rồi mình lên xe mình ăn uống nè, no nê xong rồi đi giao hàng nha. Ở đây có mấy cái cây sen hả? Nước mặn á con. Đi lên đây Tony. Tony. Biển. Để biển hồi cho nước uống nước. Nước là nước mặn á. Đây, lâu ngày khoái thấy nước khoái mà người hơn tắm hay gì đây, nước nóng hơn tắm hay gì coi chừng lọt ổng xuống. Thôi chơi sơ sơ thôi, tham quan địa hình, mai mốt đem lưỡi câu theo để câu nha. Rồi cùng Tony trải nghiệm cuộc sống nha. Thôi bây giờ lên xe hai cha con ăn uống nào. Thôi đi nha. Sợ giật mình à. Cái gì vậy? Cuối cùng cũng để công trình rồi, Tony cũng đã đi vệ sinh xong. Rồi bây giờ cho con ăn nhá. Đây mua hộp cơm 35k thêm đồ ăn thêm. Đây từ từ nha, để lấy đồ ăn nha. Đấy. Trời, hộp cơm gì thế nhẹ vậy ta? Không đủ à? Từ từ chờ xíu cho. Chờ xíu nha. Đứng im. Lát ra đi chút nãy giờ không xả lung tung. Thôi để đó.
không? Cái này là phải chia đôi chứ đồng nhá. Tối nay một phần, cha một phần nhá. Không có ai hơn ai nhá. Anh em bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Khoan để đấy luôn cho. Cho ăn trước đi ha. Cho ngon trước đi. Có cải có đồ đàng hoàng nhá. Cái này do trên xe có đầy hàng á, xong thôi hai cha con lên thùng xe ăn nha, để cho bọn nó đi theo xe ở nhà á, ở thành phố mình ở thành phố mà ở nhà không có ai chăm sóc nó, để nó đi ra ngoài vòng vòng bị mất, cho nên mình sẽ huấn luyện cho nó đi theo xe luôn, chứ bỏ nhà thì tội nghiệp nó. Đây, chắc nó ăn từng này vừa rồi, cứ lo cho nó no trước đi rồi mới phiên mình. Wow, coi chừng đổ tàu này. Đứng im, đứng im. Đổ lên xe dơ lắm á. Thấy chưa? Để cứ bỏ rác đó, chút nữa tính sao. Cơm chỗ này nó bán cũng rẻ chứ. Mình hơi cầu kỳ chút. Do mình ở trên xe cho nên nó hơi khó. Tối đây từ từ coi, từ từ để lấy cá lấy đồ cho em. Thèm lắm hả? Đói, từ từ. Đây, đây, ra. Để múc cá múc rồi cho ăn. Còn có cá gì đây? Đấy. Khúc cá trê. Và một khúc cá dứa. Cho nửa khúc nè. Từ từ. Đây, cho tôi đây nửa khúc nha. Tôi lấy đổ. Nó thèm quá. Đây cho nó một khúc cá vậy luôn mọi người. Đây một khúc cá. Đây nó đang đói, nó đang thèm cái gì đó. Để trộn lên, xé nhỏ ra cho nó ăn nha. Từ từ tôi lấy. Ăn xong rồi còn đi giao hàng nữa kìa. Mắt đái la lên nha. Nó thèm chảy nước dãi luôn rồi. Từ để từ cha trộn một xíu vào cho ăn. Còn ăn là còn tan nữa chứ. Rồi cho nó ăn trước thì mình ăn sau. Cho để hai người cùng ăn lắm, lúc nó đổ ra xe vô. Nó nghe cái mùi cá này, con cá này là nó chịu không nổi. Nó ngon quá, quyến rũ quá mà. Cái này cá hú nha, cá hú cá hú kho nha. Rồi xong rồi đó, giờ mình có thể ăn được rồi. Đây mọi người thấy ngon không? Đây một hộp của Tony nha, quá ngon nha. Để Tony ăn đi con. Đây. Đây nha. Đây mọi người xem kênh cuộc sống của Tony đó, nhớ like ủng hộ giúp Tony được phát triển kênh và mình được phát triển kênh để cho lậu tốt hơn cho mọi người. Đây, đây mình làm về cuộc sống của mình và cả thú cưng của mình luôn. Mọi người xem yêu mến like ủng hộ cho mình một like nhé. Đây, để đây cho nó ăn này. Ăn xong rồi mình sẽ cho nó uống nước rồi mới đến lượt mình ăn đó mọi người. Thì một lần hai người ăn mình không quản được. Ăn này em con. Chết rồi đố ơi. Không sao cả. Ăn rau không? Cho miếng rau này. Ăn miếng rau thì sao mát. Cho ra hết thôi, chắc nó không ăn, hết. Thấy thư nha, no luôn á. Con này nó ăn cái bụng nó khỏi nói luôn rồi. Con này á, nó ăn là cái bụng khỏi nói luôn. Không biết nó có ăn rau không? Con mèo thì nó ăn rau nha. Mình xé nhuyễn ra cho nó trộn với cơm đi cho nó ăn. Để ăn coi chừng đổ. Mình cái xương cá này để dục ra ngoài ra mắt cổ. Ở đây là cách đồng nha. Cách đồng mình có thể dục đồ, dục và đầy dục kia được, nhưng mà mình không vứt rác, mình chỉ vứt mấy cái xương này kia thôi. Ăn nhanh, cuối cùng nó cũng ăn, cũng sắp hết rồi, đói rồi sớm cho ăn bánh. Mình cho nó ăn một phát một hai cái bánh luôn á, tại nó ăn cái bánh này không biết bánh gì hết. Đây bánh này nè, đấy, giờ nó còn thèm nữa. Cho nó ăn phát một hai cái bánh luôn. Đấy. Ăn đi, ăn phải tải cho nó một cái khăn, đỡ
có đổ thì không có dơ xe nhé. Hôm nay thằng Tony lần đầu tiên đi Cần Giờ, lần đầu tiên đi với cha làm ăn nhé. Đấy, lần đầu tiên đi cùng cha làm ăn. Thì đi làm ăn thì có đi làm thì mới có tiền thì mới có mua đồ ăn ngon được. Cái câu đó là định luật. Hôm nay đi từ thành phố Hồ Chí Minh sang Cần Giờ. Hôm nay cuộc hành trình giữa Tony và tía nó bố đó đi giao hàng bên này. Thì chút nữa ăn cơm xong mình sẽ xuống và giao hàng. Không biết lúc đó có quay được hay không nha. Thì trước mắt thì mình chỉ quay tới đâu hay tới đó đi. Thì mọi người thấy nó ăn hết trơn rồi đó, ăn sạch bách luôn rồi, còn rau nó chừa lại chưa ăn thôi. Cái bụng thì khỏi nói nha, cái bụng thì mọi người thấy cái bụng của nó lắm, lúc mình không dám ẩm nó luôn á, sợ nó nổ. Rồi ăn đi cho ăn hết rồi, ăn hết rau luôn, nó ăn đi cho hồi đó, chút nữa về cho ăn cháo vịt sao. Nói cháo vịt nó mắc, nó không hợp khẩu vị, đói quá không phải ăn thôi. Lúc mà mình ăn cái khẩu vị mình khác mà. Bữa nay chắc cũng nặng cân lắm rồi này. Lâu nay không có cân. Ở ngoài kia có cái hồ cá rất là lớn mà hôm nay mình quên nha, bữa nào đem cái lưỡi câu nó đi câu cá rồi mình làm những cái vấn đề về câu cá hay là giao hàng này kia đó để up lên để mọi người tham khảo. Đây là chỉ là làm chung cuộc sống giữa mình và thú vật này kia đó. Làm sao thì cuộc đời sau thì mình quay lên, mình quay lên y như vậy thôi, cuộc sống mà. Rồi cuối cùng nó ăn cũng hết rồi. Trong lúc nó ăn hết rồi mình sẽ cho nó uống nước. Uống nước rồi mình sẽ chờ chủ hàng đến, người ta nhận hàng mọi người. Đấy, người ta sẽ nhận hàng. Người ta nhận hàng rồi mình sẽ về lại thành phố nha. Thì trong lúc đó không biết có quay được hay không. Trước lúc này thì mình cho nó ăn uống trước đi rồi tính sau. Cho nó uống nước luôn. Cả lập qua ly ly gì. Qua. Quá, tự nhiên nói nghe quên mất. Uống miếng nước đi con. Uống đi. Này uống nước, uống nước. Liếm cho trái. Uống đi. Uống đi còn khác. Nha. Uống uống nước đi, đừng ủi đổ. Để tẩy mắt đó. Uống đi hồi khác, đó. Thôi chắc nó ăn cũng nói no, nó uống thì cũng uống rồi. Thì mình sẽ xin kết thúc live ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo nhé. Rồi mình sẽ làm từng phần, có gì mọi người xem kênh yêu mến nhớ like nha mọi người. Rồi bye bye. Bây giờ đã là 1:30 trưa. Mình không có gì hơn, chúc mọi người sức khỏe, làm ăn phát đạt nha. Bye bye. Tối nay chào mọi người nào. Chào mọi người, cái bụng to quá rồi. Bye bye.